trời nè, thấy không các bạn, thấy không đó. Hôm nay bà xin lắm, bà xin lắm. Ờ, bữa nay là sư cô Vọng Gậy xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam nha cô chú anh chị. Tại sao là ổng tại trong thời gian vừa qua cô này có những lời nói là Thiếu Kiếm Nhã với sư thầy Thích Minh Tuệ vậy cô? Thiếu Kiếm Nhã hay không đó, tụi con cần hiểu, không cần nói nhiều. Nó a di đà. Tại sao mình lại có những cái phát ngôn mà nó tiêu cực như vậy về sư Minh Tuệ ha? Tiêu cực hay không, tụi con cần hỏi lấy mình. Đứa trẻ, dựa cô cho những người chi bệnh năm 2021 bệnh dịch, rồi cho từ thiện, cho những nhà tình nghĩa, những xây những con cầu. Tại sao mình không yêu thích? Lại những cái lũ lương, những cái lũ mà lụm tiền lại cho họ thương, là cái thứ cho. Còn tôi là cái lòng của tôi, trong tim tôi như máu tôi đã đổ với cô Hằng. Tự tôi đến, chứ ngoài ra cô không có cho mình những gì hết. Tại sao cho được? Khán giả biết bao nhiêu chuyện người. Nhiều khi mọi người hỏi tôi cho mày cái gì, không cho. Tự tấm lòng tôi đến. Cô nghĩ sao mà câu nói của cô Nguyễn Phương Hằng mà trong mấy ngày nay á gây rất là xôn xao cộng đồng mạng cô? Hả? Ý là cô nghĩ sao mà một câu nói thì của cô Nguyễn Phương Hằng á? Hôm nay 50-50 gì, ông Thích Minh Tuệ 50-50. Bây giờ mình chưa biết gì nguyên do làm sao mà khán giả quay xe. Bây giờ cô đã nói rồi, quay xe không cần thiết. Yeah. Tiền cô làm từ thiện, tự cô làm. Cô không lấy tiền của ai nên ai muốn đi, ai muốn đến là quyền. Cô nói đúng mà. Mình nói người ta được, mình nói chưa biết được cái sự tình ra làm sao là mình không nói được. Và tôi là Mãi Đỉnh với lại cô Nguyễn Văn Hằng và bà Quỳnh Huy Dũng. Và cô nghĩ sao về thầy Minh Tuệ? Thầy Minh Tuệ tôi không từ nãy giờ tôi nói thật nha, tôi chỉ biết cha mẹ tôi cứ lại cha mẹ chùa thôi, chứ tôi hồi đó giờ tôi không có đi chùa mà để tôi lại Phật chưa bao giờ có. Tôi không có ham mộ. Tôi không có ham mộ chùa Phật thiệt, nếu mà tôi nói sai một lời nào tôi không đi về tới nhà. Hồi đó giờ chưa biết cái chùa ở đâu chỉ biết Phật nhà mẹ chính cha với chính mẹ ông bà của tôi thôi. Yeah. Đó là thực tế cho tôi, hồi đó cho tôi mới đi chùa nên tôi không có theo cái giúp của thầy Minh Tuệ gì hết. Yeah. Thầy có đúng có sai gì cũng chuyện của thầy, mình cũng không nói gì hết, là mình chỉ yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng. Cô Nguyễn Phương Hằng là người tốt. Yeah. Là mình thích mình yêu gì thôi. Yeah, yeah. Yeah. Giải, gần xa các bà giọng chạy quá không? Ủa cái bà sư cô Vọng Gậy nè cô chú anh chị. Sư cô nhiều quá. Cô hành rồi mà sao cô sân si dữ vậy cô? Có chứ, có người ta mới nói clip mà cô nhiều clip cô sân si nên hả, nên người tụi con mới nói chứ. Không trả lời là mình đã đi tu mà tại sao mình lên mạng mình chia sẻ rất là nhiều video mà không nhìn cho những người mà như thế. Là cô đây A Di Đà. Ôi xíu hôm nay cô đi đến Đài Nam chị có gì gặp cô Nguyễn Văn Hằng hả cô sư? Sư cô Diệu Hằng có cần chạy bắt tuổi cô ở chỗ này không chạy đâu xa, chính là cô tôi nghe mà cô lại nói bậy ta. Rồi bây giờ là sư bữa nay là không biết là đến gặp cô Hằng hay là đi du lịch đây nữa nè cô chú anh chị ơi. Mũi nào mà cũng đi lên đây được cũng ai được chứ. Không để mặt dày thì coi luôn á. Dày quá. Tu mọi người cho tu. Giọng bốn giọng vậy lên mộ luôn. Rồi đây là giọng gậy chú Vũ Linh. Cô chú anh chị ơi. Tu hành gì đâu mà đón mà lên trong tích. Ờ bữa nay mình đi đến khu du lịch Đại Nam không biết mà ba làm gì nữa đây nè cô chú anh chị ơi. Lên mộ và vọng gậy lên bốn góc mộ đúng không? Bà chứ sư cô vậy đi lên đây mà để sư thầy Minh Tuệ có liên quan gì tới đâu. Ờ, mà công nhận bả mặt dày thiệt luôn á ha. Sư Minh Tuệ không có nói cái gì liên quan, bả cũng nhảy vô bả lên có chia sẻ tùm lum tùm la. Nhìn chú sâu dày còn hơn da trâu nữa. Bả mới
Ê, cô nha. Chúc cho con mạnh khỏe nha. Lúc đầu vô. Chúc cô mạnh khỏe nha. Thiệt. Trời ơi, mặt vậy thì mình chạy bằng tu đó, trời tu hành đó, con xe tu lắm hết trơn, trời ơi, luôn hành đó, luôn đi cùng. Hôm nay sư cô đi, uống dữ chưa bạn? Anh em cho bá đi. Hôm nay sư cô đi đến gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Nói chung là mình phải giới thiệu vậy, bữa nay là sư cô mặt dày. Đi tế, đúng rồi. Đúng rồi, mặt dày. Đi tế gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Mặt cô mặt dày, nhìn kỹ mặt dày. Về sửa đổi tu sửa tốt đi. Cô mừng cho xã hội mừng, cho thế giới mừng. Cô tin cô là bản thân tôi chứ cô ơi. Chửi càng mắng đó là tội nghiệp nặng. Đi đâu hả vậy? Cô là bản thân cô tu bớt sân si lại chút đi cô ơi. Sân si là gì? Cô bạn à. Cô đi rồi cô chú anh chị ơi. Đi tu mà xăm trơ xăm mí rồi. Dày quá bạn. Rồi bữa nay là có một cái sư cô đặc biệt ha, đến khu du lịch Đại Nam cô chú anh chị ơi. Thời gian qua là cộng đồng cũng đang dậy sóng luôn á. Trời ơi. Rồi bây giờ là phải đi vào phía bên trong rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Đây thì đang có du khách đến để tham quan và mua vé rất là đông nha. Đó. Nếu mà du khách nào mà mua vé thì sẽ ở ngoài đây để xếp hàng mua vé. Còn mình không mua vé thì mình đi thẳng vào bên trong luôn cô chú anh chị. Bữa nay đón một cái vị sư rất là đặc biệt nha. Trời ơi, không ngờ là được gặp ở ngoài Đại Nam nữa. Bây giờ là buổi trưa rồi nha cô chú anh chị. Chưa mua vé thì mình vào bên trong để mua vé đó, để mà đi tham quan những cái khu du lịch ở phía bên trong khu du lịch Đại Nam đó, thì có khu biển nè, khu vui chơi thì mình đi trò nào thì mình sẽ mua trò đó, đó còn biển thì mình sẽ mua vào cổng luôn đó. Và tới đây Tiên xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều sức khỏe và Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo nha. Sư cô nhiều quá. Cô tu hành rồi mà sao cô sân si dữ vậy cô? Có sân si không? Có chứ, có người ta mới nói. Nhiều clip cô sân si nên hả? Nên người tụi con mới nói chứ. Không trả lời là mình đã đi tu mà tại sao mình lên mạng mình chia sẻ rất là nhiều video mà mình không có những người mà như thế. Là cô đây. A Di Đà Phật. Rồi, xíu hôm nay cô đi đến Đại Nam chị có gì gặp cô Nguyễn Văn Hằng hả cô sư? Sư cô dịu hắn, có cần chạy mắt sẽ tôi luôn. Cô ở chỗ này, không chạy đâu xa. Chính là cô, bây giờ là sư bữa nay là không biết là đến gặp cô Hằng hay là đi du lịch đây nữa nè cô chú anh chị ơi. Mũi nào mà cũng đi lên đây được cũng hay thiệt chứ. Không để mặt dày thì có vậy luôn á. Dày quá. Rồi đây là giọng gậy chú Vũ Linh cô chú anh chị ơi. Cô
Ở bữa nay mình đi đến khu du lịch Đại Nam, không biết mình có làm gì nữa đây nè cô chú anh chị ơi. Bên giọng là bốn góc mẫu đúng không? Bằng bà chứ sư cô vậy. Mà công nhận bả mặt dày thiệt luôn á ha. Sư Minh Tệ không có nói cái gì liên quan, bả cũng nhảy vô bả lên cái chia sẻ tùm lum tùm la. Dành chú sâu đi. Bả biết rồi dày. Dày còn hơn da trâu nữa. Bả mới vô là nha. Chúc cho cô mạnh khỏe nha. Lúc đầu vô chúc cô mạnh khỏe nha. Thiệt. Trời ơi, mặt dày thiệt luôn. Trời ơi, chạy bằng tu nữa. Trời ơi, tu mạnh đó. Con xin tùm lum hết trơn. Trời ơi, luôn mạnh đó. Hôm nay sư cô này ấu dữ chưa bạn? Anh em cho bác đi. Hôm nay sư cô đi đến gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Nói chung là mình phải giới thiệu vậy. Bữa nay là sư cô mặt dày. Đúng rồi, mặt dày. Bắt cô mặt dày, nhìn kỹ mặt dày. Về sửa đổi tu sửa tốt đi. Cô mừng cho xã hội mừng, cho thế giới mừng. Cô tin cô là bản thân tôi trước đây cô ơi. Chửi càng mắng, đó là tội nghiệp nặng. Đi đâu hả? Dạ. Đi nè. Cô là bản thân cô tu bớt sân si lại trước đi cô ơi. Sân si là gì? Mô quạt à. Rồi cô đi rồi cô chú anh chị ơi. Tu mà xăm trơ xăm mí rồi. Dày quá bạn. Rồi bữa nay là có một cái sư cô đặc biệt ha. À, đến khu du lịch Đại Nam cô chú anh chị ơi. Thời gian qua là cộng đồng cũng đang dậy sóng luôn á. Trời ơi. Rồi bây giờ là đã đi vào phía bên trong rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Còn đây thì đang có du khách đến để tham quan và mua vé rất là đông nha. Đó, nếu mà du khách nào mà mua vé thì sẽ ở ngoài đây để xếp hàng mua vé. Còn mình không mua vé thì mình đi thẳng vào bên trong mua coi chứ anh chị. Bữa nay đón một cái vị sư rất là đặc biệt nha. Trời ơi, không ngờ là được gặp ở ngoài Đại Nam nữa. Bây giờ là buổi trưa rồi nha cô chú anh chị. Chưa mua vé thì mình vào bên trong để mua vé đó, để mà đi tham quan những cái khu du lịch ở phía bên trong khu du lịch Đại Nam đó, thì có khu biển nè, khu vui chơi thì mình đi trò nào thì mình sẽ mua trò đó đó, còn biển thì mình sẽ mua vào cổng luôn đó. Và tới đây Tiên xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều sức khỏe, và Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo nha.